kính chào các anh chị và các bạn nha. Ly đang chiên thịt gà. Ly ướp muối với lại tiêu. Ly chiên nó lên. Thịt gà Ly đã chiên xong rồi nè các anh chị và các bạn. Ly ướp muối với tiêu thôi. Ly chiên sơ nó lên như thế này nè. Hôm nay Ly mời các anh chị và các bạn cùng vào bếp với Ly để nấu một tô bún gà nấu thơm. Thì ở đây Ly có một trái thơm, Ly cắt ra rồi nè. Rồi Ly có một ít tỏi, băm, dầu hạt đều, bột nêm canh chua, nước mắm, rồi một số gia vị thông dụng như là muối, đường và bột nêm. Vì mình ăn bún mà, cho nên mình có bún với rau. Đây có một rổ bún nè, một rổ rau thơm nè. Rau thơm thì các anh chị và các bạn thích rau nào mình ăn cũng được hết ha. Ly chỉ có lá huế với lại ngò gai và bắp cải, một chút rau thơm thôi. Ly tắt lên bếp một cái nồi, xong rồi Ly bỏ dầu ăn vô cho nó nóng, rồi Ly bỏ tỏi vô, Ly phi cho nó thơm. Tỏi vàng thơm, Ly tắt lửa, Ly múc nó ra bớt để chút mình bỏ lên tô bún. Còn một ít còn lại đó, Ly cho cái thơm vô, Ly xào. Ly sẽ cho đường vào, Ly xào cái thơm. Rồi bây giờ Ly cho một ít nước lạnh vô ha, để Ly nấu cho cái thơm nó chín. Nồi thơm của mình nó sôi lên rồi nè, mình vớt cái bọt ra. Sau đó mình cho hết cái gia vị vô như bột me, đường, muối. Rồi mình gắp mấy cái gà mình cho vô luôn. Rồi mình để đây, mình nấu cho gà nó mềm với lại cái thơm nó được ra cái nước. Chút nữa mình sẽ nêm lại. Đi cho vào một ít nước mắm. Vì mình ăn với bún với rau đó, cho nên mình nêm đậm đà một chút để mình bỏ bún vô nó sẽ bị lạc. Rồi sau đó mình bỏ cái dầu hạt đều vô. Mình để cái dầu hạt đều mình bỏ sau cùng nè, thì cái nồi bún của mình nó sẽ còn lại cái màu rất là đẹp. Xong rồi, mình tắt lửa, mình cho ra tô, mình ăn thôi. Và đây nè các anh chị và các bạn, đây là tô bún gà nấu thơm. Ly mới vừa nấu xong. Ly cho ra tô, bỏ lên một ít tỏi phi. Rồi mình ăn kèm với rau thơm, bắp cải, rồi một chén nước mắm ớt để mình chấm thịt gà. Ly xin cảm ơn các anh chị và các bạn luôn xem video của Ly. Và đừng quên đăng ký, subscribe, chia sẻ để Ly có nhiều món ăn khác, những phong cảnh khác
để chia sẻ cho mọi người nha. Đi chào tạm biệt và hẹn gặp lại lần sau.